Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách thi đêm cho con nghe. Thì vì sao phải thi đêm cho con? Thì thi đêm cho con thì có rất nhiều lợi ích, cho nên là mình cần phải coi thi đêm cho con. Lợi ích thì thứ nhất là ở mẹ. Mẹ nếu như mà con được cai thi đêm thì mẹ sẽ được ngủ siêng giấc. Mà mẹ được ngủ siêng giấc buổi tối á, thì tinh thần của mẹ sẽ đầu óc sẽ thông thoáng hơn, con người lúc nào cũng khỏe khoắn, tạo lại sức sống. Nếu như mà mẹ khỏe thì quá trình nuôi con cũng sẽ dễ dàng hơn. Mẹ khỏe thì mọi mối quan hệ trong gia đình cũng được giữ vững một cách suôn sẻ, hòa thuận. Mẹ có sức khỏe thì mẹ sẽ tập trung làm được nhiều việc hơn. Từ đó thì kinh tế gia đình nó sẽ được tăng lên. Đó là lợi ích cai thi đêm ở mẹ. Còn cai thi đêm ở con á, thì lợi ích là gì? Thì lợi ích ở đây á, thì cai thi đêm ở con, thứ nhất là con được ngủ xuyên đêm. Nếu như mà con được ngủ xuyên đêm thì sẽ có rất nhiều là lợi ích. Con được ngủ đủ giấc. Nếu như mà con mà ngủ không đủ giấc thì con sẽ rất là quái, rất là táo tỉnh, cho nên là nếu như mà con ngủ đủ giấc thì con sẽ rất là vui vẻ hoạt bát. Còn con mà ngủ sâu giấc từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng là có rất là nhiều lợi ích, vì lúc này là cơ thể của em bé tiết ra cái hormone GH, cái loại này nó sẽ giúp cho con mình cao lớn đó, cho nên là việc bé ngủ xuyên đêm là rất cần thiết. Và điều đặc biệt nữa là khi mà con ngủ xuyên đêm, con có sức khỏe thì hệ miễn dịch của con cũng sẽ tốt. Mà hệ miễn dịch của con tốt á, thì nó sẽ dẫn theo rất nhiều cái tốt. Vì sao? Đó là con không cần phải uống thuốc, không cần phải đi bác sĩ, không cần phải uống kháng sinh. Và con có sức khỏe và con sẽ tăng trưởng vượt trội hơn so với các bạn mà đồng lứa. Thì theo mình nói ở trên thì tác hệ mà đi đêm của ở trẻ thì mẹ sẽ không được ngủ đủ giấc, không được ngủ sâu nhất thì mẹ sẽ bị stress, stress thì sẽ không làm được nhiều việc. Thứ hai nữa là mọi mối quan hệ sẽ phức tạp hơn, khó khăn hơn, vì mẹ lúc này là tinh thần mẹ không được thoải mái, cho nên là mẹ sẽ có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Vì vậy mà khi mà cho con đi đêm á, nhiều là mẹ sẽ rất nhiều, rất là có hại cho mẹ. Tác hại là ti đêm ở trẻ thì mình đã nói đó, là nếu như mà trẻ mà không được ngủ đủ giấc thì sẽ rất là cáu, khó khăn, cáu kỉnh, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng mài nheo, lúc nào cũng không được hoạt bát thoải mái. Như vậy thì trẻ sẽ dễ đau ốm hơn, thì nó khóc nhiều hơn, nó mệt mỏi hơn thì sẽ khóc nhiều hơn, thì dễ đau ốm nhiều hơn, và đau ốm nhiều hơn thì sẽ dẫn tới là đi bệnh viện, uống thuốc đó. Nó là rất nhiều tác hại, đúng không mọi người? Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cách cai ti đêm cho con. Thì cai ti đêm cho con thì theo mình á, thì trẻ khoảng 4 tháng trở lên, 4 tháng trở lên thì mình mới mang cai ti. Mà mình nếu như mình cai thì mình cũng cai từ từ thôi, mình không thể nào mà cai trong vòng 1-2 ngày đã ngưng ti đêm được. Đầu tiên nếu như mà muốn cai ti đêm thì trước trước cái cử bú cuối cùng của con á, để đi vào giấc ngủ á, thì mình nên cho bé ăn no, nhưng mà không được quá no. Nếu như mà quá no thì bé sẽ dễ bị nôn trớ đó. Thứ hai là nhiệt độ phòng trong trong phòng ngủ á, phải mất nẻ để cho con dễ ngủ. Nếu như mà nó nóng nực hay là nó khó chịu gì đó là nó cũng sẽ dễ thức dậy, và trẻ thức dậy thì sẽ đòi bú đó. Thứ ba là nhiệt độ phòng phải thoáng mát để cho trẻ được ngủ ngon giấc hơn. Khi cai ti cho em bé thì đầu tiên là mình phải dọn cái giờ bú rồi. Ví dụ như mà trẻ bú lúc 12 giờ đêm thì mình trẻ sẽ thức dậy vào quái cái giờ đó, thì mình sẽ vỗ về an ủi trẻ cho tới nửa tiếng hoặc tiếng sau rồi mình sẽ cho trẻ bú đó. Nhưng mà cái cử bú đó là mình sẽ dỗng đi khoảng 30 ml đó, mình dỗng từ từ, mình dẫn từ từ, những ngày sau từ 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 đó. Khoảng 1 tuần hơn là mình mới
cai được hoàn toàn cho tả, nếu như mà tả dễ nè, còn mà tả khó thì nó sẽ lâu hơn một xíu. Rồi còn cái nữa là vào ban ngày thì mình phải đảm bảo mình cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng, có cử ăn cho bạn cho tả. Mình phải cho tả bú no đủ, cung cấp đầy đủ chất và vi chất nữa. Nếu như mà tả bị thiếu thì tả sẽ khó đi vào giấc ngủ, cho nên mình còn cũng phải còn cần cung cấp các vi chất, các dinh dưỡng, các vitamin cho tả. Trên đây là những lợi ích và tác hại và cách cai ti đen cho tả. Cảm ơn mọi người đã coi nhé, bye bye.